Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban chỉ đạo tỉnh về lĩnh vực lâm nghiệp, thực hiện chức năng giúp giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng theo quy định pháp luật. Trong 9 nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ban là tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có, đồng thời từng bước tạo mới rừng bằng phương pháp khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng, giao khoáng bảo vệ rừng, đất rừng cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, giảm xói mòn, hạn chế bồi lấp hồ Dầu Tiếng. Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023 và thay thế quyết định số 1360 ngày 21 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thành lập ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.